Thế bài tập rồi thì các bạn thấy thế nào? Em cũng ngắn. Tôi đi tìm mãi xem cái tên đấy là gì. Hả? Tên tên gì? Nó có nhiều cái tên, tên các gì nhỉ? Truyền thống như múa rối nước gì. À. Đi tìm cái đấy khá mệt. À nhưng mà chị thấy nhưng mà nó dễ hơn các bài trước đúng không? Vâng, dễ hơn. Một trong số những cái lý do dễ hơn thì các bạn có phát hiện ra lý do nó dễ hơn là vì cái gì không? Vì nó dạng PowerPoint nên là câu từ nó ngắn gọn hơn, chủ yếu là Ừ. Phần chủ yếu là chỉ là một số cụm từ thôi đúng không? Một câu đúng không? là mình không phải diễn đạt lại được cái gì cả, tìm được từ là xong. Đúng rồi đấy, thế nên là tại sao lý do tại sao mà chị lại đưa cái bài này, tại vì để cho mình thấy rằng là cái khó của cái biên dịch nó là cái gì, từ nó chỉ là một phần thôi đúng không, cái khó là cái mà mình sẽ phải hiểu cái câu mà mình cần dịch và sẽ phải sắp xếp lại nó, sau đấy thì lại tìm cái cách diễn đạt nào đấy cho nó dễ hiểu nhất, nó cho nó chuẩn nhất, thì đấy đấy là cái khó. Thế nên là cái bài lần này thấy rất là dễ đúng không, dễ hơn những bài chắc rất là nhiều, tại vì gần như là ví dụ như với từ mình chưa biết thì mình tra cứu một chút thì nó cũng dễ ra, thế và hầu như là không có những cái phần nó chỉ là dạng những cụm từ thôi chứ câu thì nó cũng rất là ít và câu cũng dễ, thế nên là bài này dễ đúng không? Bạn nào mà chưa làm thì tí nữa phát biểu luôn nhá, phát biểu về cái cách thức dịch nhá. Đầu tiên cái slide 3, cái slide số 3 thì nó đơn giản đúng không, nó chỉ có mỗi câu Hà Nội là thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đầu mối giao thông miền Bắc Việt Nam. Bạn nào chưa được bài dịch cho chị câu này, dịch cho chị cái đầu này đoạn này thế nào? Thủ Em đây ạ. xin mời xin mời. Câu đầu tiên, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam là Vietnam Sakai Sugi Kyoa Koku no Suto. Ok, rồi. Còn là đầu mối giao thông miền Bắc Việt Nam. Vietnam Hokubu no Kotsu Juten. Cô chưa du tên là trọng Trọng điểm đường điểm giao thông đó. trọng điểm giao thông miền Bắc Việt Nam. Thế có được không Từ chị? đấy cũng được, từ đấy nó cũng được, nhưng mà nó đang nói cái từ đầu mối, thường ra nó có cái chữ đầu mối nghĩa là nó là cái điểm trung chuyển, điểm kết nối của các cái tuyến giao thông ấy. Ý của nó là như thế. Thế nên là cái từ du tên thì cũng tạm chấp nhận được nhưng nó chưa diễn tả đầy đủ được ấy. Thế mình xem cái bạn có một bạn đã làm bài thì bạn ấy dùng từ nào nhé. Hà Nội Việt Nam Sakai Sugi Kyoa Yoku no Suto, cái này thì dễ rồi, chắc chắn là 100% chẳng ai sai đúng không? Còn sau thì bạn ấy dùng từ là đầu mối giao thông miền Bắc, cái từ là cô chư cái tên. Ok, cái này thì được, hoặc là cô chư hấp vự cũng được. Cái từ hấp vự thường là bây giờ mọi người dùng nhiều lắm, nên mình có thể nhớ cái từ đầu mối, các tập trung, cái trung chuyển các thứ, mình có thể dùng cái từ hấp vự này. Họ lấy từ tiếng Anh ra, HUB, hấp vự. Thì là, hoàn toàn là cái này, ok, không có gì phải sửa hết.